Tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho ban biên tập chương trình thì kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói rằng mỗi con giáp sinh ra thì đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì chúng ta mới có thể giàu có lên. Và trong tháng 4 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng đang rất tò mò về vận mệnh của mình trong tháng 4 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi mà bước vào tháng 4 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố và ban lộc, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cho nên con giáp này đã gặt hái được rất nhiều những thành công to lớn trong tháng 4 âm lịch. Sự thành công của con giáp này khiến cho rất nhiều những người khác phải ganh ghét đố kỵ, nhưng mà cũng không kém phần nể trọng. Vâng, và trước khi bước vào đi tìm hiểu nội dung chương trình chi tiết hơn, thì quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể cập nhật hết tất cả những kiến thức mà chúng tôi đang tải trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng bước vào nội dung chi tiết nào. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tính cách của người tuổi Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, thường rất sôi nổi, hiếu động, không thích ngồi một chỗ hay không làm việc gì. Họ ưa cuộc sống biến đổi, nhiều thay đổi nên hay đi đây đi đó, đi chơi, du lịch và dã ngoại. Người này cũng rất thích làm việc hay nói chuyện với người khác và có niềm đam mê với thể thao. Do nội tâm luôn biến động, đầu óc nhanh trí và linh hoạt, nên những người tuổi Nhâm Thìn, mệnh trường lưu thủy học rất giỏi các môn toán, khoa học tự nhiên. Thói quen suy nghĩ tư duy của họ giống như một chất gây nghiện, tự như chính những dòng chảy dài đến vô tận. Người tuổi Nhâm Thìn, mệnh trường lưu thủy có đức tính siêng năng, miệt mài của một dòng sông trở nặng phù sa, bồi đắp cho cuộc đời đầy hoa thơm và trái ngọt. Cảm xúc của những người này cũng rất linh hoạt, đa dạng và có nhiều cung bậc khác nhau. Tháng này bản mệnh không có quá nhiều may mắn, công việc của bản thân gặp một số vấn đề rắc rối và biến động. Thời tiết hay thay đổi khiến cho sức khỏe của quý gia chủ ảnh hưởng đáng kể. Các căn bệnh tuổi già được dịp tái phát và thời gian này bạn luôn gặp những rắc rối với người bạn đời của mình. Mâu thuẫn xuất phát từ những lý do rất nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi, nên đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các quý gia chủ tuổi Ất Tỵ. Nếu có cơ hội tốt thì cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp trong tháng này có nhiều biến động, dễ vấp phải đủ loại trở lực hoặc bị người khác gây khó dễ, bất hợp tác. Hơn nữa, nếu không kiểm soát cảm xúc của mình, bạn rất dễ để cảm xúc dẫn lối mà bỏ qua việc dùng lý trí để suy xét mọi việc. Ở tuổi này thì chắc chắn chính gia chủ cũng không hề muốn xảy ra tranh chấp, cãi cọ, đấu tố. Nên nếu có thể thì hãy chủ động tránh những rắc rối không đáng có đó và nhớ rằng dĩ hòa, vi quý. Người đã về hưu có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống êm đềm bên gia đình, con cháu và những thú vui tuổi già của mình. Trong tháng sẽ phát sinh những vấn đề cần làm việc với các cơ quan hành pháp, nhìn chung sẽ được tiến triển thuận lợi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại tài lộc và may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên, gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, đã sống đến độ tuổi này thì bản mệnh không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà chỉ quan tâm tới việc quây quần bên con cháu, an nhàn tận hưởng tuổi già. Cẩn thận với những lời mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, kẻo lọt vào bẫy lừa gạt của những kẻ xấu khiến tài sản tích góp cả đời bị hao hụt mà không có gì. Gia chủ có thể sử dụng sự khéo léo của mình để thu được lợi ích nên bình tĩnh và xử trí tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý vì có dấu hiệu phá tài trong tháng này. Nếu gia chủ không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay.
bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chư mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó thì tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi tác cao khiến sức khỏe ngày càng giảm sút, âu cũng là chuyện thường tình. Ngoài ra thì hệ tiêu hóa cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, chú ý ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Bản mệnh cần chú ý an toàn khi đi lại, điều khiển phương tiện giao thông tránh để xảy ra tai nạn thương tổn ngoài ý muốn. Những người vẫn còn đang nặng lòng với sự nghiệp thì tinh thần của người tuổi Nhâm Thìn có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe. Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên, có chế độ ăn uống hợp lý phù hợp với độ tuổi. Cuối tháng này có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ hết sức lưu ý. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến tần số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Ở độ tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng, vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bạn giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn đã bên nhau cả nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó thì bạn cũng cần phải lắng nghe tâm tư của vợ chồng mình để mối quan hệ của hai người được tốt hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân mà bắt họ phải theo mình. Mối quan hệ với con cái có phần hanh thông tình cảm hơn. Những người con của bạn đã trưởng thành, đã biết tự lo lắng cho bản thân và gia đình riêng. Cuối tuần gia đình thường có những buổi tập trung cũng là cách để giảm căng thẳng giữa bạn và người bạn đời của mình. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người sinh năm 1952 trong tháng 4 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một tháng chúng ta sẽ thật bình an, may mắn và thành công. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!